tổ hợp công viên Đèn Lồng, công viên nước mang tên Thủy Tinh, công viên Sơn Tinh và tổ hợp vui chơi giải trí tại trung tâm du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn, Hải Phòng là một tổ hợp vui chơi giải trí rất hiện đại, đầu tư quy củ và có những chủ đề rất tuyệt vời. Trong đó nổi bật phải kể đến công viên Đồi Rồng, Đèn Lồng với những hạng mục được thiết kế rất tinh xảo và bắt mắt. Đây là điểm nhấn du lịch của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung. Đến với Đồi Rồng, các bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều các hạng mục đẹp. Trong đó phải kể đến lung linh công viên Đồi Rồng, Đèn Lồng với những chiếc đèn lồng khổng lồ, siêu to, được chủ đầu tư thiết kế và đầu tư xây dựng rất bài bản